Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh thư viện tác giả tác phẩm của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn khám phá những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp và phong cách sáng tác của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử, sinh năm 1912 mất năm 1940, là một trong những tên tuổi nổi bật của phong trào thơ mới. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mỹ, huyện Đồng Lộc, tỉnh Đồng Hới, nay là tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình công giáo nghèo. Cha mất sớm, sống với mẹ từ nhỏ ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Học ở trường dòng Pele Danh ở Huế trường 2 năm, từ 1928 đến 1930, rồi học tiếp ở Quy Nhơn, làm ở sở đạc điền Quy Nhơn một thời gian, sau mất việc vì đau ốm. Hàn Mặc Tử làm thơ từ sớm, khoảng 15, 16 tuổi. Ban đầu, ông làm thơ đường luật, lấy bút danh là Minh Dợi Thị và Phong Trần. Có mấy bài đăng báo DUC Phan Bội Châu rất đề cao và họa lại. Từ năm 1934 đến 1935, ông làm báo ở Sài Gòn, đổi bút danh là Lệ Thanh và cuối cùng là Hàn Mặc Tử. Có giai thoại nói rằng, ban đầu ông lấy bút danh là Hàn Mặc Tử nghĩa là chàng trai đứng sau bức rèm lạnh lẽo, chống trải. Sau đó bạn bè gợi ý ông nên vẽ thêm mặt trăng khuyết vào bức rèm lạnh lẽo để lột tả cái cô đơn của con người trước thiên nhiên, vạn vật. Sau đó mặt trăng khuyết đã được đặt vào chữ mạc thành ra chữ mạc. Hàn Mặc Tử có nghĩa là chàng trai bút nghiêng. Năm 1936, ông cùng chế lan viên thành lập trường thơ loạn, tức thơ điên, tuyên ngôn chính là tựa của tập điêu tàn. Cũng từ năm 1936, ông bị mắc bệnh phong, nhưng vẫn sáng tác nhiều. Căn bệnh hiểm nghèo đã ảnh hưởng sâu sắc đến hồn thơ Hàn Mặc Tử. Tháng 9 năm 1940, ông vào nhà thương chạy phong quy hòa và chưa đầy hai tháng sau thì mất ở đây. Thơ Hàn Mặc Tử mấy năm đầu đăng trên các báo phụ nữ tân văn, tiếng dân, cung luận. Khi ông còn sống, chỉ mới xuất bản tập gái quê. 1936. Ông còn là tác giả các tập thọ thơ điên, tức đau thương, xuân như ý, thượng thanh khí. Tập cẩm châu Duyên gom một ít bài thơ lẻ và hai vở kịch thơ, Duyên kỳ ngộ và quần tiên hội, đang viết dở dang. Tập thơ văn xuôi chơi giữa mùa trăm. Một phần những sáng tác trên được tập hợp xuất bản trong thơ Hàn Mặc Tử, năm 1942. Sáng tác của Hàn Mặc Tử DUCCONG -e bố đầy đủ hơn cả trong tuyển tập Hàn Mặc Tử năm 1987 thơ hàn mặc tử đã từng gây nên sự kinh ngạc và những ý kiến rất khác nhau trong việc bình giá thưởng thức hàn mặc tử là một tài năng lớn độc đáo với một hồn thơ mãnh liệt kỳ dị ông bước vào thi đàn bằng những bài đường luật đến tập gái quê ông đã làm một thơ mới và chưa có gì đặc biệt so với thơ ca lãng mạn khi đó phần lớn tả tình quê trong cảnh quê nhưng tình ở đây không có cái vẻ mơ màng thanh sạch như mối tình ta vẫn quen đặt vào trong khung cảnh những vườn tre những đồi thông ấy là một thứ tình nồng nàn lơi lả, dạo dực để hình ảnh khêu gợi, nhận định của Hoài Thanh trong thi nhân Việt Nam. Song bài tình quê, thể năm chữ độc vận, cảm xúc trong trèo, nhạc điệu đặc biệt du dương, diễn tả nỗi niềm chờ đợi bâng khuâng, ngậm ngùi ra diết. Phần chủ yếu trong sự nghiệp Hàn Mặc Tử là thơ điên, sáng tác sau khi nhà thơ lâm trọng bệnh. Thơ điên gồm ba phần, hương thơm, mật đắng, máu cuồng và hồn điên. Trong tập thơ này cũng có những bài trong trèo, như mùa xuân chín đây thôn vĩ dạ được xếp vào những bài hay nhất của nền thơ việt nam viết về quê hương đồng nội bình dị mà thơ mộng nhưng phần chính trong tập thơ là thơ điên không còn là những cảnh thực và cả những cảnh mộng quen thuộc mà đó là một thế giới thật huyền bí kinh dị với những hình ảnh âm thanh ghê rợn đó là thơ nhưng chính là tim vỡ máu trào máu cuồng và hồn điên mà người đọc khó lòng hiểu hết nhưng có thể thấy rõ trong những vần thơ kinh dị ấy một con người đang quằn quại đớn đau cả thể xác và linh hồn một nỗi đau mãnh liệt dị thường và rất đỗi thành thực dường như trong một số sáng tác cuối cùng nhà thơ tìm thấy sự yên tĩnh cho tâm hồn con người tự nhận là thi sĩ của đội quân thánh giá đó đã khai mạch thơ ở đức chúa trời lấy đức chúa trời làm chân lý và tìm nguồn an ủi trong hương thần thánh nhạc thiêng liêng hảo quang đức bà xuân như ý cũng không lạ là hồn thơ đau thương ấy có lúc đi vào cõi siêu thực song siêu thực mà vẫn không nguôi khát vọng hướng về tình yêu và sự sống vẫn mang nỗi đau rất thật của cõi đời cẩm châu duyên duyên kỳ ngộ và quần tiên hội là những sáng tác lấy nguồn cảm hứng từ những mối tình trong mộng tưởng hơn là trong đời thực của tác giả với nàng thương thương song được đưa vào thế giới mơ màng diễn ảo thần tiên thơ hàn mặc tử để lại dấu ấn rất rõ nét trong thơ ca đương thời đặc biệt có ảnh hưởng sâu sắc đến một số nhà thơ mới khi đó và được tập hợp trong xu hướng thơ điên dưới đây là một số lời phê bình đánh giá của các nhà nghiên cứu về thơ hàn mặc tử theo nhà thơ chế lan viên trước không có ai sau không có ai Hàn Mặc Tử như một ngôi sao trổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ của mình. Tôi xin hứa hẹn với các người rằng, mai sau, những cái tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi. Và còn lại của cái thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử. Theo nhà thổ trận Đăng Khoa, Hàn Mặc Tử có khoảng 7 bài hay, trong đó có 4 bài đạt đến độ toàn bích. Còn lại là những câu thơ thiên tài. Những câu thơ này, phi Hàn Mặc Tử, không ai có thể viết nổi tức là những câu thơ ấy lại nằm trong những bài thơ còn rất nhiều sọc sệt nhà phê bình văn học hoài thanh viết trong cuốn thi nhân việt nam một nguồn thơ rào rạt và lạ lùng và vườn thơ hàn rộng không bờ không bến càng đi xa càng ớn lạnh cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi các bạn hãy đăng ký kênh và ấn nút thông báo để không bỏ lỡ những tác phẩm mới nhất của chúng tôi